Sự tích mèo và chuột. Ngày xưa mèo và chuột là đôi bạn không có thân. Mèo thì hay rình chuột để bắt chuột, còn chuột thì hay rình đồ ăn để chơm. Và một ngày nọ, tức ngày hôm nay nè, mèo lại tiếp tục công việc rình chuột. Chuột thì cứ lây hoay cực lực kiếm đồ ăn và không hề hay biết tới mối nguy hiểm đang chuẩn bị đe dọa mình. Mèo thì cứ âm thầm nhịp nhàng mò tới, chuột thì cứ lây hoay dưới gốc cây chơm chĩa. Mèo tuy có võ công cao cường cộng với chiêu thức lăng ba di bộ, từng bước đi của mèo còn lặng thinh hơn cả con muỗi. Chuột ta thì cứ mê mẩn dưới gốc cây lây hoay tìm võ mít. Và ngay tại lúc này khoảng cách đã bắt đầu rút ngắn và bỗng nhiên chíp. Ê, mày làm gì vậy mèo hả? Gì? Tao có làm gì đâu. Tao tới đây coi coi mày làm gì thôi mà. Mày đang có ý định tới bắt tao có phải không mèo? Ê, lỗ này, tao tính tới rủ mày đi chơi. Tao giọng mày cái bây giờ. Mày hôi về ai thèm bắt mày. Mày đừng có xạo quân. Tao với mày chơi chung đừng cái gì mà rủ tao đi chơi hả mèo? Mày tính tới đây mày lưỡng tao hay không? Ê, mày hiểu lầm rồi. Tao tính tới đây để rủ mày tới Happy Lúc Quýnh Bài Online chơi. Mày đừng xạo quân, nói tao xạo quân mày á. Mà tránh có gì vui rủ tao đi chơi thì lên Happy Lúc chơi kiếm tiền xài Tết chứ gì mày. Nhưng tao đâu có biết quýnh bài đâu rủ tao quýnh bài. Mày xạo tao hả? Mày tính bắt tao thì có. Trời ơi, mày là chuột mà cái tướng của mày bự bằng con mèo, sao tao dám bắt mày? Mày điên hả? Tao tới rủ mày chơi Happy Lúc thiệt. Nhưng tao không có biết chơi quýnh bài online đâu, mày rủ tao chơi chi? Thì lên chơi thử mấy trò khác gần gì chơi quýnh bài. Giống như chơi Jaron Benrel tặng 40.000 chơi thật miễn phí luôn á, rồi được tặng 200% tiền thưởng chào mừng lên đến 10 triệu nữa, mày chơi không? Chết. Thôi, tao không có chơi đâu. Chơi người ta chửi tao nói là ham mê cờ bạc nữa. Trời ơi, mày khùng hả? Tết buồn không có gì á thì lên móc điện thoại ra chơi thôi, mày làm gì ghê à? Không thích chơi thì thôi, ai mượn mày chơi. Chết. Bây giờ tao không thích chơi nữa, bây giờ tao muốn quýnh lộn với mày nè mèo. Chơi không? Thôi, mày có chút chiếu quýnh lộn gì? Mày đi gáo khác coi. Không tao nói tao lớn hơn hiếp nhỏ nữa. Mày nói mẹ quýnh tao sao mày tát tao cái trời dáng vậy mèo? Rồi cô mới tán có mấy cái mình làm gì ớn rồi chuột. Sao? Cứ đi lên Happy Lúc chơi tao không? Đi kiếm tiền gì xài chơi. Đi mày, sợ gì? Và kể từ đó, mèo và chuột trở thành đôi bạn thân, nhưng mà thần ai nấy lo. Vậy là hết chuyện rồi á. Sam xí bà cố luôn. Con mèo gì đâu mà nó nhát như con dế hủi.